Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì và điều hành phiên bế mạc. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản, kỳ họp tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với giám đốc 5 sở gồm Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục, Y tế và Nội vụ. Có 10 lượt đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn về các vấn đề xây nhà tạm trên đất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, công tác giải phóng mặt bằng, nhu cầu cát san lấp công trình, tổ chức điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, giải pháp căn cơ cho việc dạy và học trong bối cảnh dịch, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt yêu cầu, giải pháp tinh giản biên chế vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Nhu cầu xây dựng các cái kho để vật tư dụng cụ của người dân ở các cái khu chuyển đổi đó thì nó cũng là một cái nhu cầu hết sức thiết thực. Thế tuy nhiên nếu thực hiện đúng theo các cái chỉ thị hiện nay là không được xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp thì nó cũng là một cái khó khăn. Trên cơ sở là quan điểm của ngành nông nghiệp thì cũng đề nghị ông giám đốc sở có những cái giải pháp nào kiến nghị ủy ban tỉnh để có thể tháo gỡ khó khăn này cho cái sản xuất. Mục D của khoản 1 điều 13 của nghị định 94 thì nói rất rõ là mình không được xây dựng công trình. Bây giờ là luật ra rồi, nghị định có rồi, chỉ thị của mình đã rồi mà mình đang triển khai để giải tỏa cái này rồi mà bây giờ mình lại tham mưu để cho xây dựng nhà kho thì cái đó là một vấn đề cũng cần phải hết sức cân nhắc. Thế thì còn thì ý kiến của các đại biểu thì chúng tôi cũng rất hiểu là trong quá trình chúng tôi chỉ đạo cái này thì chúng tôi cũng biết cái khó khăn của cái người dân chủ trang trại, chúng tôi cũng hiểu cái việc đó. Thế nhưng mà tới đây thì chúng tôi cũng sẽ tiếp thu để tiếp tục phối hợp với các sở ngành và với các cái quy định để tham mưu như thế nào cho nó phù hợp. Trong những ngày gần đây thì trên địa bàn tỉnh số ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng. Đề nghị bà Giám đốc Sở Y tế thông tin về việc điều trị các ca F0 trên địa bàn tỉnh hiện nay. Hiện nay thì toàn tỉnh Hưng Yên của chúng ta là đưa những bệnh nhân F0 vào thứ nhất là bệnh viện nhiệt đới của tỉnh là với 200 giường bệnh và bệnh viện phổi 200 giường bệnh, bệnh viện sản nhi là 50 giường bệnh. Vừa rồi chúng tôi cũng đã tham mưu với lãnh đạo tỉnh là các đồng chí đã mở rộng cái cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân F0 tại cơ sở thủy lợi với 500 giường bệnh. Bước đầu thì hiện nay thì thủy lợi đã đón tiếp được khoảng hơn 100 bệnh nhân. Như vậy là tình hình điều trị bệnh nhân F0 của Hưng Yên của chúng ta là hiện nay là hơn 500 bệnh nhân. Về vấn đề thuốc điều trị thì báo cáo các đồng chí cũng rất là mừng. Đó là toàn bộ cái thuốc điều trị COVID-19 này Bộ Y tế là đã tăng cường và gửi về miễn phí cho Hưng Yên của chúng ta thì chúng ta cũng có 3 cái loại thuốc. Phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng Hưng Yên vẫn cơ bản khống chế thành công, không để dịch lây lan diện rộng. Năm 2021, tuy gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hưng Yên vẫn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhiều chỉ số như tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ giảm hộ nghèo ở top đầu cả nước. Phương hướng nhiệm vụ biện pháp năm 2022 để ta thực hiện các cái nhiệm vụ thì đây là một cái nội dung rất quan trọng. Mà trong biện pháp này chủ yếu là chúng ta về có 3 lĩnh vực. Đó là vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, kỷ cương kỷ luật hành chính. Cái thứ hai là tăng cường phân cấp phân quyền. Cái gì phân cấp và phân quyền mà đúng luật thì phân cấp để cắt một bước trung gian về thủ tục chính. Cái thứ ba nó là về giải phóng mặt bằng. Ban thường vụ đã có chỉ thị, Ủy ban nhân tỉnh cũng có kế hoạch xây dựng. Bởi vì chúng ta có rất nhiều các dự án để phát triển kinh tế xã hội mà chúng ta không giải phóng được thì có nghĩa lại quay về con số 0. Nội dung này phải có sự đồng thuận tích cực của nhân dân, cấp ủy chính quyền thì tuyên truyền vận động và hưởng ứng của nhân dân. Có như vậy thì tỉnh Hưng Yên chúng ta mới phát triển được, mới phấn đấu đến 2025 thì mới thực sự là tỉnh mạnh. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tóm tắt quá trình phòng chống dịch qua 4 đợt bùng phát, nhưng nhờ có các giải pháp kịp thời, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ tuyến đầu, nên Hưng Yên vẫn an toàn, sản xuất vẫn diễn ra bình thường.
đây là một thời gian rất nhạy cảm. Mà hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ với các đồng chí và cũng đề nghị là nhân dân chúng ta phải vào cuộc tích cực để chúng ta là khống chế dịch bệnh, để làm sao dịch bệnh không lây lan ra ngoài cộng đồng nhiều nhất. Và chủ trương của chúng ta giai đoạn này giống như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 5K cộng vaccine, cộng thuốc, cộng công nghệ và ý thức người dân bằng mọi biện pháp để chúng ta khống chế được dịch bệnh và không để lây lan. Với cái sự biến động của dân cư lúc này thì tạo ra sự lây lan rất nhiều và rất nhanh, lấy tổ dân phố, tổ dân cư làm trọng, tức là pháo đài, mà bây giờ thực sự là pháo đài. Mỗi thôn người ta có một chốt, chốt là chốt phòng dịch chứ không chốt giao thông. Các trụ sở ở các xã đều có điểm test nhanh. Kỳ họp tiến hành biểu quyết thông qua 27 nghị quyết về cơ chế, chính sách, kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn, chủ trương đầu tư các dự án cùng một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn đánh giá trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, khẩn trương, kỳ họp đã hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đề ra. COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã đề ra. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Do đó sẽ tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo để triển khai thực hiện có hiệu quả, thông suốt, thống nhất kế hoạch tổng thể về phòng chống dịch COVID-19. Một lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn và xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự cuộc họp và toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Xin trân trọng cảm ơn.